Ok, và xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của đồng hồ Hải Triều. Và để cập nhật thông tin chi tiết sản phẩm cũng như là mức giá bán của chiếc đồng hồ thì các bạn có thể truy cập đường link phía dưới video. Các bạn đừng quên là nhấn nút subscribe để ủng hộ kênh của tụi mình nha. Rồi thì trên tay của mình đây là chiếc đồng hồ G-Shock có tên mã là G100BB. Thì chiếc đồng hồ này thì mình cũng đã thấy rất là lâu rồi, cho đến ngày hôm nay thì mình mới được trên tay chiếc đồng hồ này. Cái ấn tượng đầu tiên mà khi mình nhìn chiếc đồng hồ này trong hình thì mình cảm thấy chiếc đồng hồ này gần như là nó tối giản hoàn toàn luôn. Cái mặt thiết kế các bạn thấy đây là nó đen, mà thậm chí tới cả cái mặt dial bên trong chiếc đồng hồ cũng chỉ có dòng chữ Casio thôi, không có bất kỳ thông tin khác như là những chiếc đồng hồ G-Shock khác. Rồi, về kích thước bên ngoài thì chiếc đồng hồ này mình đánh giá cũng khá là nhỏ gọn, nó chỉ có khoảng là bề cao của nó là 49,6mm và bề ngang của mẫu đồng hồ này sẽ rơi vào khoảng là 47,8mm, với tổng độ dày của chiếc đồng hồ này sẽ nằm trong mức là 15,7mm. Trọng lượng thì cũng khá là nhẹ, nó nặng chỉ có 65g thôi. Thì theo mình đánh giá thì chiếc đồng hồ này rất phù hợp với những bạn mà cần một chiếc đồng hồ tối giản, kích thước nhỏ gọn, hay là các bạn có một cổ tay bé muốn đeo một chiếc G-Shock để sở hữu được cái khả năng gọi là bền bỉ của nó. Thì cổ tay của mình là cỡ là 17 thì mình sẽ ướm thử cho các bạn cùng xem cổ tay 17 thì chiếc đồng hồ này trên tay sẽ như thế nào. Thì mình cũng xin nhắc lại là bề ngang của chiếc đồng hồ này sẽ là 47,8. Đó, mình sẽ lấy tay mình làm chuẩn để là các bạn tưởng tượng được là tay 17 đeo như thế nào nhé. Rồi, nếu mà tay 17 thì đeo lên thì nó sẽ lọt thỏm như thế này thôi. Đó. Rồi. Các bạn có thể thấy là phần vỏ và dây của chiếc đồng hồ này đều được làm bằng nhựa này là nhựa PU, polyurethane, và mặt kính của chiếc đồng hồ này vẫn là tấm kính khoáng cho khả năng chống va đập và chống nước của chiếc đồng hồ này ở khoảng là 200m. Rồi mình sẽ nói nhiều hơn về mặt ngoại hình một chút. Thì các bạn thấy đây, phần vỏ phía trước thì lúc nãy mình đã có nói nhỏ rồi, thì phần dây các bạn sẽ thấy nó vuốt như thế này, nó vuốt liền mạch. Tổng thể chiếc đồng hồ này làm cho mình ấn tượng, mình nhìn vô ban đầu là một sự mạch lạc liền lạc trên chiếc đồng hồ này. Nó không phải là quá gọi là gồ ghề quá nhiều, nhưng mà các bạn thấy tổng thể thì chiếc đồng hồ này đen từ dây cho tới tất cả, nó không có những chi tiết thừa hay là những cái chi tiết mà gây nhiễu ở mặt đồng hồ. Thì ở mặt trước các bạn sẽ thấy mình có một cái kim giờ và cái kim phút, thì hai cái kim này đều có cái dạ quang là new right bên trong, và ngược lại những cái cọc số này sẽ không có dạ quang. Rồi, về nút bấm của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có 4 nút bấm cơ bản và nó hoàn toàn khác đối với những mẫu G-Shock thông thường như thế này. Các bạn sẽ có những cái nút như là cái nút ở phía trên bên trái là cái nút handset. Cái nút này sẽ giúp các bạn là chỉnh kim giờ và kim phút. Và cái nút này được đặt lõm sâu vô bên trong và có những cái gờ cao bảo vệ bên ngoài. Tại sao nó đặt lõm sâu như vậy? Tại vì những cái nút này nó sẽ can thiệp chỉnh kim của chiếc đồng hồ, và khi các bạn sử dụng chúng ta bị cấn phím hay là chúng ta bị bấm nhầm gì đó thì cái kim nữa sẽ nhảy và nó gây sai lệch về thời gian của chiếc đồng hồ chúng ta. Ở phía dưới các bạn sẽ có một nút mode để chuyển chế độ, và nút phía trên bên phải này đây chính là nút adjust. Nút adjust này các bạn nhấn và giữ thì các bạn sẽ bắt đầu chỉnh được thời gian trên chiếc đồng hồ này, thời gian điện tử thôi. Còn về thời gian kim thì nó chỉ chỉnh bằng cái nút handset này nè. Rồi, còn ở phía bên phải cuối cùng thì là nút đèn. Về đèn trên chiếc đồng hồ này thì khi mình bấm đây các bạn sẽ không thấy là nó sẽ có ánh sáng từ bên trong mặt này chiếu ra, mà nó chỉ sáng cái màn hình điện tử LCD nhỏ thôi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng trong video. Chỉ có màn hình điện tử LCD nhỏ ở vị trí này nó sáng đèn thôi. Còn về mình sẽ nói thêm về mặt điện tử nhỏ dưới này thì nó sẽ bình thường, nó sẽ hiển thị cho các bạn thông tin là tháng, ngày và thứ. Và khi chúng ta bấm nút mode một lần thì nó sẽ chuyển qua hiển thị giờ điện tử cho các bạn. Rồi, còn về chức năng trên chiếc đồng hồ thì sao, thì vẫn là nút mode đó chúng ta sẽ bấm vào. Thì ở đầu tiên các bạn sẽ thấy được chế độ alarm, thì đây là chế độ các bạn sẽ cài đặt thời gian chiếc đồng hồ này báo thức. Và nó chỉ alarm một chế độ thôi, là báo thức chỉ một lần thôi. Nó không có báo thức là 3 lần hay là 5 lần như những chiếc đồng hồ khác. Chế độ tiếp theo là chế độ stopwatch, chế độ bấm giờ thể thao. Và để vận hành được chế độ stopwatch thì các bạn sẽ bấm nút adjust này. Đó, thì bắt đầu đo thời gian. Và để bấm dừng các bạn sẽ bấm tiếp adjust phía trên bên phải là một lần. Đó, thì nó sẽ dừng lại, và các bạn muốn reset chiếc đồng hồ này lại thì các bạn phải nhấn và giữ nút adjust này. Đó,
bây giờ nó mới reset lại tất cả. Không, cái khả năng mà chúng ta sử dụng chiếc đồng hồ này cũng như là cách sử dụng nó hoàn toàn là nó khác biệt so với những mẫu chi sóc khác. Và điều này làm cho chiếc đồng hồ đặc biệt mà mình muốn dành một video để mình nói riêng chiếc đồng hồ này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ có chế độ là Dual Time, là hiển thị thêm thời gian của một múi giờ khác mà do các bạn thiết lập ban đầu. Ok, và đó là tổng thể những chức năng cơ bản cũng như là sơ qua về ngoại hình của mẫu đồng hồ G-Shock G100BB này. Thì mình đánh giá chiếc đồng hồ này gần như nói tối giản từ mặt thiết kế cho tới những chức năng bên trong là được tối giản hoàn toàn. Rồi, mình thì mình lại thích những chiếc đồng hồ như thế này hơn, tại vì nhu cầu bình thường chúng ta chính vẫn là theo dõi thời gian, coi ngày thôi, chứ không phải là chúng ta sẽ bấm những chức năng stopwatch hay này kia kia nọ. Đối với nhu cầu của mình á, là mình sẽ không bấm nhiều, cho nên đối với mình chiếc đồng hồ này đủ xài, gọn, nhẹ, lịch sự và tối giản. Ok, và đó những thông tin cơ bản về mẫu G-Shock G100BB. Các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc, đóng góp ý kiến trong video sắp tới cũng đừng ngại, các bạn có thể để lại ngay câu hỏi phía dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ subscribe kênh, nhớ subscribe kênh.